hôm nay Đại Bồ Câu Minh Dũng sẽ hướng dẫn bà con cách để bồ câu mà để vô máy, rồi lúc lấy ra lấy con ra cho con khác nuôi như thế nào mà để cho nó đạt hiệu quả. Xin mời bà con. Ở đây coi như là cái cặp bồ câu này đang đẻ ở dưới ngoài chuồng. À đây là trứng của nó. Là trứng nó đẻ ở dưới chuồng. Nhiều người bây giờ là đẻ dưới chuồng này là thua rồi. Người ta không thể nào mà người ta biết được, ta đem ra bỏ luôn. Đó, nhưng mà trại bồ câu Minh Dũng áp dụng máy ấp như thế nào mà để cho đạt hiệu quả 100% luôn. Đây. Chẳng hạn như giờ đây có con là mới vừa đẻ đây. Đó, giờ mình lấy ra nha. Rồi mình lấy trứng ra. Đó, là lấy trứng ra mình chỉ cho bà con đây. Đây mình lại bỏ vô trứng. Đây. Mình bỏ vô tủ áp đây. Đó. Bỏ vô tủ áp nè. Hiện giờ trong đây nó có nở ra đây, bà con thấy không? Đó, con nó nở ra nè, quá chừng thấy không? Nghe nào cũng nở nhiều lắm nè, nở ra đây. Đó, giờ mình lấy những con chim bồ câu đây nè. Nó nở ra rồi, nãy mình lấy trứng ở ngoài vô đó. Giờ mình bỏ vô đây. À, anh có thể nói cho mọi người rõ về cái nhiệt độ mình như nào không anh nhỉ? Hiện giờ là 37 độ 5, 56 độ ẩm để cho khu vực miền Nam nha. Rồi ngoài miền Bắc thì chỉ có 37 độ 2 thôi. Trời hoài quải nóng lắm. Bây giờ nè, hồi nãy mình bỏ trứng vô nha. Giờ những con mà nó nở ở đây đem ra ghép vô những con đang có con. Đây à, chỉ bà con đây à. À là mình ghép con nào cũng được hay à, sao anh? Con nào cũng được á, con này đâu phải con của nó. Nè hiện giờ nè trong đây có hai con này không? Đây rồi, hai con đó, hai con đó thấy không? Mình bỏ vô hai con nữa cho bốn con thấy không? 1 2 3 4, một con cha mẹ nuôi bốn con. Rồi đấy mình lấy thêm rồi bỏ chỗ này nữa. Mình cho nó nuôi bao nhiêu con cũng được hay sao anh? Hay là tầm khoảng 3 đến 4 con thôi? 3 đến 4 con. Bây giờ anh có thể chia sẻ cho mọi người về việc mà cái loại bồ câu Titan Thái này nó mình ghép nhiều con hơn để nó nuôi so với những loại bồ câu khác được không? Hôm nay tại bồ câu Minh Dũng chỉ rõ những cái giống bồ câu của Thái như thế này. Tại vì những bồ câu Pháp Lai hay là những giống ngoài bồ câu khác của con Titan này á là coi như nuôi được hai con thôi. Nhưng mà riêng cái bồ câu Titan của Thái này là nuôi được 4 con. Nó có thể nuôi hậu những con khác, nuôi con không được. Nó vẫn nuôi nhưng mà nó không có cắn nha. Nó vẫn nuôi hết. Rồi những cái giống bồ câu khác thì nó không có nuôi. Bồ câu khác thì nó không có nuôi hậu giùm được, nó vô nó mẫu hết. Là con này đang nuôi là 4 con đúng không? 4 con. À 4 con, 5 con luôn. 5 con luôn. 5 con luôn. Đó, nuôi 5 con luôn. Cái loại bồ câu Titan Thái thì khoảng bao nhiêu một năm để bao nhiêu lứa anh nhỉ? Nếu mà mình không áp dụng máy á, thì một năm nó đẻ khoảng 13 cặp. Nhưng mà hiện giờ mình áp dụng máy cho những con nào mà đẻ yếu hay là nó đẻ ra nuôi con được, mình dồn cho đẻ tiếp. Là một năm á, là mình có thể đẻ được 18 cặp. 18 đến 20 cặp đúng không? 18 đến 20 cặp cho một. Tại vì nó đẻ như thế này nè, con kia nuôi hộ rồi,
À, có nghĩa là con khác nuôi hộ thì con kia cứ đẻ thôi. Cứ đẻ nữa. Ủa con này ba con cũng khá là to đây nhỉ. Mình phải nuôi hộ như thế đó. Nó mới có lời được. À cái loại bồ câu này thì mình cho ăn như thế nào, anh có thể chỉ rõ cho mọi người hiểu được không? Cái bồ câu này cho ăn, giờ mình chỉ rõ cho bà con những cái thức ăn của nó. Thứ nhất là lúa mì là mình ngâm đây ra. Mình ngâm là coi như là một ngày một đêm rồi. Rồi chiều mình ngày khác mình vớt ra mình để một đêm nữa cho nó ráo nước như vậy nè. Là lúa mì nó mềm hết. À, đây là lúa mì nha. Là ở ngoài Bắc ta kêu bằng mạch, lúa mạch đó. Nó sẽ mềm hết vậy. Đó. Lúa mì. Ở đây là mới vừa ngâm nè. Ngâm nửa thùng bê là nó nở cho đầy thùng. Là nó mềm, mẹ nó ăn mẹ đút vô hạt sữa. Đó là mình chỉ cho. Thứ hai là bắp. Là ngô đó. Ngô xay bể. Cám gà đẻ C24. Cám con cò nha. Ăn cám con cò hiện giờ là cám con cò là đạt nhất hết. Tất cả các hãng cám nào cũng không bao giờ mà nó cho ăn gà đẻ mà tốt như cám hãng cám con cò. Mình đây mình không quảng cáo cám con cò đâu nha, nhưng mà ăn tốt nhất mình chỉ cho bà con. Rồi mình cho ăn cám gà giò, khi nào mà nó có con rồi đó thêm cám gà giò vô nữa. Gà mà hai mấy ngày tuổi mình trộn vô thêm 20% vô đó vô để cho trọng lượng con nó bự lên, nó lẹ bán chút xíu. Thì cái tỷ lệ phần trăm mà mình trộn nó là bao nhiêu nhỉ? Là hôm nay mình chỉ cái cách trộn lúa mạch 60%, cám mỗi cái 15%, cám gà đẻ 15%, cám gà giò 15%, còn 10% ngô. Để cho thứ nhất là coi như ngô là cho nó kèm cắt sơ vô cho bồ câu nó, chim câu nó không bị tiêu chảy. Và lúa mạch thì nó đạm. Còn cái cám thì nó cho cái chất kích thích đẻ đầu này kia được bổ trứng rồi có bọc lông đều rồi vân vân, là coi như là cũng có thức ăn 15% nha. Đây, mọi người có thấy là đây là các dãy bồ câu đây. Mình đã xếp ở trong lồng, là một lồng là 2 con nhé. Cái này là mình đã phân biệt chống mái này, mình mới ghép được này nha các bạn.